Xin chào quý vị và khán giả. Xung đột Israel-Hamas khởi phát vào đầu tháng 10 năm 2023, tiếp tục dai dẳng cho tới nay, bất chấp nhiều tổn thất cho người dân ở vùng chiến sự. Israel kiên quyết mở rộng chiến dịch quân sự trên khắp dải Gaza. Trong khi đó, tổ chức Hamas vẫn chưa chịu thả các con tin Israel, còn Mỹ bộc lộ sự bất đồng nhất định với Israel. Nhân tròn 6 tháng trong xung đột này, Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an sẽ có những chia sẻ về vấn đề này. Xin chào Thiếu tướng Lê Văn Cường. Xin chào quý khán giả báo điện tử VOV. Vâng thưa ông, ngày 7 tháng 4 này sẽ là tròn 6 tháng nổ ra cuộc chiến Israel-Hamas. Vậy ông có dự báo gì về cuộc chiến này sẽ kéo dài đến bao giờ? Và Israel gặp những khó khăn gì khi cố gắng xóa sổ quyền lực của Hamas tại Gaza? Về cái dự báo cuộc chiến tranh Israel-Hamas này, thì tôi nghĩ là có khả năng chúng ta có thể dự báo thuận lợi hơn là cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Sắp tới đây thì chỉ còn một cái nút cuối cùng là Rafah thôi ạ. Chính quyền Netanyahu là quyết tâm đánh phản Rafah, cái dinh lũy cuối cùng của Hamas. Cái mục tiêu không bao giờ thay đổi của chính quyền Netanyahu hiện nay là loại bỏ Hamas, với ý nghĩa tức là tiêu diệt được cái bộ phận lãnh đạo nòng cốt cấp cao của Hamas. Đây là một. Thứ hai là loại bỏ lực lượng quân sự chủ lực của Hamas. Cái tiêu diệt Hamas với ý nghĩa là như vậy. Loại bỏ lãnh đạo cấp cao là chủ yếu. Thứ hai là lực lượng quân sự chủ lực của Hamas. Cái mục tiêu này Thủ tướng Israel Netanyahu đã tuyên bố hàng trăm lần trước khoảng thay đổi. Mà bây giờ có khả năng họ tiến tới gần đến nơi rồi. Cái khó khăn của Israel hiện nay thể hiện trên hai phương diện. Cái phương diện trên chiến trường, cái Gaza là mật độ dân số đầm đặc, cái dải Gaza còn một dải rất là hẹp thôi ạ. Thế mà đến 2,3 triệu người Palestine. Cái thành phố Rafah hiện nay cũng là hơn 1 triệu người đây rồi, dùng Việt Nam rồi. Cho nên vấn đề tiêu diệt lực lượng vũ trang của Hamas trong bối cảnh một diện tích hẹp như vậy, mà chắc chắn là lực lượng vũ trang Hamas và những người lãnh đạo Hamas họ chắc chắn phải trà trộn vào trong dân rồi, chứ không bao giờ ở một chỗ riêng để cho Israel tấn công cả. Cái diện tích hẹp, lực lượng vũ trang của Hamas gắn liền với dân, sống trong dân, đánh thế nào mà giảm thiệt hại thương vong cho người dân, đấy là khó khăn lớn nhất của Israel phải đối mặt. Trong năm vừa rồi cũng vậy, trong 6 tháng vừa rồi cũng vậy thôi. Từ mùng 7 tháng 10 năm ngoái đến bây giờ cũng vậy. Giết được một sĩ quan, một lực lượng, một tiểu đội của Hamas thì có lúc phải làm hàng trăm người Palestine vô tội chết. Cái khó khăn lớn nhất là một cái địa hình cực kỳ phức tạp. Hamas lực lượng du kích, dùng lực lượng quân sự hiện đại đánh với du kích là cực kỳ khó khăn đấy ạ. Và nói thật, ở phương diện nào đấy, cái khó khăn của Nga hiện nay cũng vậy. Một đội quân hiện đại chống lại một đội quân hoạt động dạng du kích là cực kỳ khó khăn. Đây là khó thứ nhất trên chiến trường. Cái khó thứ hai là ngoại giao. Ngày 25 tháng 3 vừa rồi, lần đầu tiên Mỹ bật trình sang Hội đồng Bảo an ra nghị quyết yêu cầu dừng bắn ở giải Gaza. Riêng cái việc này tôi muốn nói với các bạn tí. Từ mùng 7 tháng 10 năm ngoái đến ngày 24 tháng 3 vừa rồi là Mỹ o bệ Israel, phủ quyết mọi nghị quyết liên quan Israel, cung cấp vũ khí Israel, cung cấp tiền bạc, cung cấp thông tin tình báo để Israel đánh Hamas ở Gaza. Nhưng 25 tháng 3 vừa rồi buộc lòng Mỹ phải cắn răng lại, phải bỏ phiếu trắng, tức là gần như đồng ý cho Hội đồng Bảo an ra một nghị quyết yêu cầu phải dừng bắn. Mà tạm nó cuộc khủng hoảng mang tính chiến thuật giữa Mỹ với Israel là vì thế này. Nếu 25 tháng 3 vừa rồi nếu Mỹ mà không phủ quyết, mà phủ quyết nữa đó, thì họ mất uy tín. Cả thế giới ai cũng thấy rằng, nhất là 180 triệu người Ả Rập thấy rằng Mỹ đứng sau lưng Israel. Với như vậy là họ Mỹ thiên vị. Mỹ nói mà đang làm một nẻo,
hàng trăm lần nói rằng là giải pháp hai nhà nước, nhưng Mỹ chỉ thiên vị Israel thôi, không làm việc gì quan trọng để mà tạo ra hình nhà nước Palestine cả. Trong bối cảnh đấy, cuộc chiến Gaza, Israel đã làm cho 33 ngàn người chết. Trong 33 ngàn người chết đấy thì gần 18 ngàn là trẻ em đấy. Một cái bất bình khắp thế giới nổi lên. Cho nên ngày 25 tháng 12, tháng 3 vừa rồi, Mỹ buộc lòng bỏ phiếu trắng là vì thế. Thật ra thì cũng không phải là Mỹ thương người Palestine đâu. Một phần thôi. Mỹ bỏ phiếu trắng là vì lợi của Mỹ, quyền lợi của Mỹ. Tiếp tục bỏ phiếu trống, Mỹ mất đi tiền thế giới. Mất đi tiền thì Ả Rập nói riêng, mất thế giới thì cộng đồng quốc tế nói chung. Chứ Mỹ phải bỏ phiếu trắng thôi. Cho nên về cuộc chiến này thì tôi nghĩ đây là cái khó khăn thứ hai của Israel về ngoại giao. Chứ còn tôi nghĩ rằng là cuộc chiến tranh giữa Israel và Hamas có khả năng kết thúc trong năm nay. Tôi nghĩ rằng nếu mà thuận lợi thì trước Noel năm 2024. Còn lâu nữa thì cũng không thể vượt qua 2 năm được, năm rưỡi được. Chúng tôi cho rằng là có kéo dài bao nhiêu chăng nữa thì nó cũng chỉ đến quý 1 năm 25. Nhưng mà tôi tin rằng là sẽ kết thúc trước Noel năm 24 này. Là vì cái tình hình hiện nay, nếu kéo dài Israel cũng hoàn toàn bất lợi. Bất lợi cả về sức mạnh nội tại, bất lợi cả chiến trường, bất lợi cả về ngoại giao quốc tế. Cho nên chắc chắn Thủ tướng Namu cùng tìm cách kết thúc chiến tranh. Tôi tin trong năm nay thôi, có thể nói như vậy. Vâng, vậy thì theo ông thì liệu Hamas có mạo hiểm không khi chủ động tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khi mà ở đây chúng ta đều biết là Israel sở hữu sức mạnh quân sự đáng gờm. Không những vậy thì trong giai đoạn đầu, Hamas lại tấn công cả mục tiêu dân sự cũng như là bắt cóc dân thường Israel. Về vấn đề này thì tôi muốn trao đổi với các bạn ba vấn đề. Một, cái điều thứ nhất phải nói rằng là Hamas đã cực kỳ khôn ngoan và thông minh lựa chọn thời điểm tấn công Israel 7/10. Tại sao tôi nói như vậy là vì thế này. Đấy là cái thời gian mà Mỹ mới mất cảnh giác nhất. Trước khi Hamas tấn công 7 tháng 10 thì giữa tháng 9, trước đây có 2-3 tuần thôi ạ, Ngoại trưởng Mỹ còn công khai nói Washington rằng là chưa bao giờ Trung Đông yên ổn như thế này cả. Cùng tại Washington, Thủ tướng Israel Netanyahu nói rằng là gì? Cái hợp tác, cái bắt tay giữa Israel thì nằm trong tầm tay lịch sử rồi. Tức là Mỹ đang chấp nối cái mối quan hệ Israel và Ả Rập Xê Út. Nếu như Israel và Ả Rập Xê Út mà bắt tay thừa nhận nhau lập đại sứ thì coi như xong. Coi như là quan hệ Israel thì đã giải quyết sau 75 năm rồi. Giữa tháng 9, Thủ tướng Israel Netanyahu còn tuyên bố công khai rằng cơ hội trong lịch sử đã tóm tay rồi. Thế còn ngoài trường Mỹ nói rằng chưa bao giờ Trung Đông yên ổn như ngày nay cả. Chứ tôi cho phải nói là cái bộ tham mưu lãnh đạo của Hamas đã chọn thời điểm cực kỳ khi Mỹ với Israel mất cảnh giác nhất. Vào tháng 9, tháng 10 năm nay, trọng tâm của Israel là Iran chứ không phải là Hamas. Đối thủ chủ yếu của Iran, của Israel là Iran. Tầm ngắm của Israel là Iran. Tầm ngắm của Mỹ là Iran chứ không phải là Hamas. Để được mất cảnh giác nhất. Riêng cái chuyện này thì tôi khen cái thông minh của Hamas. Còn mình nói như vậy. Cái điều thứ hai, tôi thì ủng hộ người Palestine. Tôi ủng hộ thế giới Ả Rập. Nhưng cái điều thứ ba phải nói rằng cái việc 7 tháng 10 năm 2023 vừa rồi, năm ngoái, Hamas mở cuộc tấn công Israel, quan điểm của tôi là một sai lầm chết người, sai lầm chiến lược, không thể tha thứ được. Vì ba lý do. Một, đánh với dân thường. Trên thế giới này không ai ủng hộ cả. Bắt con tin, không ai ủng hộ cả. Hơn nữa thưa các bạn, trời đất ơi, cả thế giới Ả Rập, những người khổng lồ như là Ả Rập Xê Út,
cái mỏ dầu của thế giới, hàng chục nước Ả Rập, mà còn sợ Israel cơ mà. Israel có bom nguyên tử, Israel có một hệ thống vũ khí cực kỳ hiện đại, cả thế giới Ả Rập còn kính nể cơ mà, không thắng nổi Israel. Thế mà tại sao mà lực lượng Hamas mà dám đánh Israel? Tôi cho ngày 7 tháng 10 là một quyết định rất là cực kỳ sai lầm. Cái sai lầm đúng sai lầm chết người thực sự. Nếu có cấm thủ Israel bao nhiêu chăng nữa vẫn có cách khác để hóa giải từng bước bảo tồn lực lượng của mình. Cái việc phát động một chiến dịch quân sự tấn công Israel, tấn công vào người dân thường, bắt con tin, đây là một sai lầm không thể chấp nhận được. Mà chính điều này Hamas phải trả giá sai lầm của mình, lấy trứng chọi vào đá. Cả thế giới rầm còn thua Israel, một mình Hamas đụng Israel được. Tôi cho cái việc này, tôi khen là chọn cái thông minh thời điểm mà cả Mỹ Israel là mất cảnh giác. Nhưng tôi cho đây là một cái quyết định cực kỳ sai lầm. Sai lầm về mặt chất lượng, sai lầm dẫn tự sát. Vì thế quyết định mạnh mẽ là quyết định dồn Hamas vào chân tường, dồn Hamas vào cái thế hoàn toàn bị tiêu diệt, có thể nói như vậy. Cho dù chúng ta ủng hộ Palestine, nhưng mà chúng ta về khoa học phải nói thẳng, cái quyết định lấy trứng chọi đá là một sai lầm không thể tha thứ được, và họ phải nhận hậu quả thôi. Tôi chưa nói là cái thái độ của Netanyahu riêng cái chuyện này là sai lầm rồi.